ra từ gia tộc có tên Uchiha. Cậu có tên là Obito và cũng là thành viên ninja làng lá. Bạn của cậu chính là Kakashi. Cậu thích đi nhưng không dám nói gì. Kakashi mới là người điên thích. Cậu ta luôn giỏi mà ai hỏi cũng biết. Thầy của cậu là Hokage, đời thứ tư của tên Minato. Người thầy giỏi mà ai cũng nể. Gặp kẻ thù là thầy sẽ xông vô. Nhưng trong đại chiến ninja là thứ ba chỉ muốn được tặng quà cho bạn Kakashi. Quà tốt kịp thì không biết tặng gì. Cậu đã tặng mắt trái của mình khi ra đi. Rồi để cứu kia và thoát khỏi kẻ thù, cậu đã làm hết sức mà cậu có thể. Cứu đồng đội là điều cậu luôn cố. Nhưng cái chết là điều cậu cũng thể tránh khỏi. Người muốn quà và cầm theo lời nhắn, dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ riêng. Tôi muốn cậu hứa với tôi chắc chắn và xin bạn đừng làm tôi mất lòng tin. Vì sao cậu ta vẫn còn sống? Người cứu cậu là cậu Uchiha. Ông đã cứu và trị cho cậu sống, là một lão già có tên Madara. Rồi thời gian cứ thế mà trôi qua, cậu kế thừa cái hoạt tinh huyệt nhãn. Khi chứng kiến được cảnh người bạn mình đã dứt dinh bỏ đi lời hứa rất dã man. Rồi sau này cậu lấy bí danh tham gia tổ chức với tên là Tobi. Một tổ chức được dùng để đến thuê, ai cũng biết là Akatsuki. Cậu luôn tỏ ra vẻ ngu ngốc để không ai có thể nghĩ đến đâu. Nhưng sau này lấy tên Madara để thực hiện nguyệt nhãn mà ngài đã cho cậu. Nhưng sau khi mặt nạ bị đánh vỡ, tất cả bất ngờ chính là Obito. Kakashi rất vui cậu còn sống và vì mắt trái khi xưa cậu đã cho. Nhưng đã khác xưa, bây giờ có tham vọng. Thế chiến thứ tư nổi dậy như mong đợi. Shinobi năm làng còn đang chống, nhưng nhờ Naruto đã làm cậu thay đổi. Và tộc phỉ bây giờ cậu triệu hồi phong ấn vào cậu Jinchuriki. Để đánh bại được cậu rất nhiều ninja, năm làng đã phải chết đi. Vì con đường mà cậu đã chọn, vì người yêu mà cậu đã từng giấu. Vì trông thấy Kakashi giết Jin, cái cảm giác đó thì chắc chẳng ai thấu. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng nhận ra, Kakashi không phải tự giết Jin, chỉ để bảo vệ thông tin của làng lá riêng tự tử bằng cách nhảy vào Chidori. Cậu đã ra đi một cách thanh thản, mọi án oán cũng đã được giải thoát. Người bạn thân của tên Kakashi và gặp được Jin là điều cậu khao khát.